Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai, con đừng ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai. Ai nói ra lời gian dối làm tan nát con tim ai, một người nỡ một người vỡ bao mộng mơ. Rồi xa nhau dấu tim vẫn còn mang tên nhau, chỉ là sâu dấu che đi ta còn yêu nhau. Vì cô cuộc đời ta hơi sẽ chờ dấu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. DVD. Cặp loa này nó là mini đại nhưng nó to hơn cặp loa size trung luôn nha. Kích thước như sau: chiều cao là 33 cm, chiều ngang cả hai loa là 36 cm trên hai loa. Loa 3 đường tiếng gồm có 2 bát, mỗi bát như vậy là 12 cm. Màng carbon, găng cao su, chép giấy. Cặp loa này hay xuất sắc, ghép với amply mini hoặc là amply size trung đều phù hợp. Bây giờ em sẽ quay gần cho các bác xem cặp loa này nha, và mặt hậu luôn. Đây, thiết kế rất là gấu, rất là ngầu luôn. Chất lượng âm thanh hay khỏi bàn cãi luôn. Em vừa test cho mình nhạc trẻ nhẹ nhàng nè, rồi nhạc không lời sâu lắng nè. Chút xíu mình sẽ nghe nhạc vàng luôn nha. Victor A10 DVD công suất loa là 40W một thùng, 80W trên cặp loa. Trở kháng của loa là 6 ohm. Góc cạnh của loa rất là đẹp. Loa này về không có ê căng lưới loa nha. Giá bán của cặp loa này là 1.300.000. Các bác có thể cọc trước giúp em 200.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, hoặc chuyển đủ luôn 1.300.000, bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Hậu loa rất là sâu, loa cực kỳ nặng, chất lượng âm thanh hay hơn nhiều những cặp loa mini đại hoặc là cặp loa xây trung trong tầm giá. Bây giờ em sẽ test nhạc vàng cho mình tham khảo. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chỉ cần chờ địa chỉ là hàng ship tận nơi. Nghiêng bóng dài đèn soi bước chân, dìu em qua thị trấn sau những ngày đánh trận. Đưa nhau về đây, chân quen đã rồi, nên ngại đêm tối xa lầy, vùng má quái liêu trai. Tôi lính trận ngược xuôi đó đây, tạm vui chơi ngần ấy, quanh mấy đường phố này. 2 năm miền xa, cho mình chân gian lắm sự tình. Hỗ trợ lên tới 2 bát đôi, đánh rất là lực. Thôi bây giờ em đã test nhạc trẻ, rồi nhạc không lời tí tách, rồi nhạc vàng. Mình sẽ nghe luôn nhạc sự kiện remix sôi động, rồi em xin kết thúc clip. Bây giờ mình cùng nghe nhạc test. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. J. Christian, Live Air Remix. Preparing and initiating bass test. Sony, hàng bãi Nhật. Bass của loa là 10 cm,
Chiều cao của lo là 24cm, chiều ngang cả hai lo là 28cm trên hai lo. Giá bán của cặp lo này là 550.000. Các bác có thể cọc trước giúp em 100.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, hoặc chuyển đủ luôn 550.000, em sẽ bao luôn phí ship tận nơi khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Em sẽ quay mặt sau cho mình tham khảo. Công suất lo là 50W một thùng, 100W trên cặp lo, model là Sony CM333. Tổng thể góc cạnh mặt sau của cặp lo. Mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ship hàng toàn quốc, giao hàng tại nhà. Bây giờ em sẽ test chất lượng âm thanh của cặp lo này cho mình tham khảo. Darkness finds you on your own. Endless I will keep on rolling.